Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh tên là CT. Và hôm nay là ngày 12 tháng 5. Thì hôm nay con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình một cái cặp linh sam hạt gạo. Thì cặp này con lên với giá rất là ok. Nếu như cô chú mình thấy hợp lý thì liên hệ ủng hộ con nha. Thì như trên màn hình cô chú mình đang thấy là một cây linh sam hạt gạo, chi tàn tròn đều đẹp, và hiện tại là lá rất là xanh tươi, rất là ok. Đó. Thì linh sam hạt gạo trong quá trình vận chuyển nó sẽ chắc chắn vàng lá ha. Đó. Nên vấn đề này cô chú anh chị mình lưu ý ha, trong quá trình vận chuyển là chắc chắn sẽ vàng lá. Và cây linh sam hạt gạo này bị con chuột nó moi ra như thế này bị nó moi xuống một lỗ ha, nhưng mà cây thì nó chả có ảnh hưởng vấn đề gì cả, vẫn phát triển bình thường. Đó, đây là cây linh sam hạt gạo ha, cây số 1. Tiếp theo cây số 2, như trên màn hình mình đang thấy, cây này thì không có vấn đề gì cả, cây đang phát triển rất là ok. Cô chú mình nhìn dáng thôi nha. Và hiện tại thì một cặp linh sam hạt gạo này vườn con đang giao lưu với giá là 230.000 cho một cặp này. Giá này là chưa có bao gồm phí vận chuyển. Cô chú anh chị mình ưng thì cứ alo con qua số điện thoại là 0387849762 gặp ẩn ha. Rồi con xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem. Con xin tạm dừng video tại đây.